dạ. Mình đi hội mình chợ, đi đâu Kim? Hội chợ ẩm thực và đủ. Bây giờ chúng ta Ngọc Huyền sẽ dẫn tất cả quý vị một group đoàn của Huyền đó, thì mình đậu đây được không? Ai chứng sợ? Cả nhóm đoàn của Huyền đó đi vô casino tham quan thôi chứ đừng chơi gì. Tham quan xong rồi bây giờ đó là người lâm pháo thủ của chúng tôi, ba chàng người lâm pháo thủ của chúng tôi đó là dẫn chúng tôi đi cái gì gọi là nói gì là Kim nói lại cho chị nghe. Đi đâu Kim? Mình đi hội chợ ẩm thực và rượu ở Norwood. Mình đi hội chợ ẩm thực và rượu ở Norwood. Và quý vị sẽ được coi nguyên một cái đường người ta đang nhảy. Đó, nghe không? Nhạc rầm 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 rầm. Và chúng tôi đã đến. Hà, cho chị uống cái Everglow Healthy Way hết đi hả? Đây, mỗi ngày không thể thiếu của Ngọc Huyền. Everglow Healthy Way, viên sủi trắng da, mở nắp. Viên sủi trắng da, đẹp da, cải thiện nâng tông màu da, chống nắng inside, outside luôn. Nâng cơ, săn chắc cơ, xe kích lỗ chân lông, trẻ hóa da, chống oxy hóa trong da và lão hóa trong da, đặc biệt là trị nám tuyệt vời. Nâng tông màu da của chúng ta từ 1 đến 2 tầng màu da. Everglow Healthy Way, giờ tôi uống. Pha vô bình nước này thôi nha cả nhà. Một viên sủi với 250ml tức là 8 ao nước. Ngọc Huyền uống cái Ngọc Huyền sáng mắt luôn. No sugar at all, là không có đường at all trong đó. Ủa sao tự nhiên nhốt mình không mở cửa cho mình vậy? Chị ra chị mở cho. Đậu đây được chưa? Đậu đây được không? Ben nó đậu đây được không? Rồi, chúng ta đậu ở đây. Ben cho đậu đây rồi. Ben là dân ngầu ở đây mà, dân pro ở đây cho nhìn. Ben nói đậu được là đậu được, và chúng ta đậu xong là chúng tôi sẽ đi xuống cho cả nhà coi một cái lễ gọi là lễ về Ben. Ben tới rồi nè. Ben của chúng ta tới rồi. Dạ, mọi người xuống trước. Chúng ta xuống. Dạ, mọi người xuống trước đi. Xuống. Được. Xuống nhà cả nhà. Đây, ba chàng ngữ lâm pháo thủ của tôi đây. Rồi đó, bốn chàng thôi. Ủa rồi, hai chàng kia đi đâu? Hai con ỉ kia nó đi ngựa rồi. Ủa, sao nó không đi với mình? Nó, em thấy cho nó vô trong đây trước. Nó vô trong đó trước hả? Đây, chúng ta. Cái này là một năm chỉ có một lần thôi. Một năm có một lần thôi. Cái đường này là đường triệu đô. Nhưng mà nó khóa cái đường này để cho mọi người ra ngoài đường party với nhau. Chơi với nhau, nhảy với nhau. Rồi, rồi quá rồi, vui ha. Rồi, chim. Thì quay, đúng rồi, quay cái này. Bây giờ quay mặt này ra rồi, mình đi. Coi chừng cái step. Thank you.
nhiều đứa bé vậy. Không thôi khán giả đồ ăn lớn kìa. Bao nhiêu người xem rồi nhỉ? 500 mấy rồi. Đưa đưa quay đem quay mặt chị Ba đâu lắm. Để quay mặt chị Ba. Bây giờ là bên bên trẻ nó
Rồi chào cả nhà nha, vui quá. Trong cuộc sống thì chúng ta phải có những cái lúc mà không phải là thác loạn nha, chúng ta hòa nhập với cuộc sống của cái không khí xung quanh mình, sống vui vẻ, buông hết tất cả những muộn phiền, những lo toan trong cuộc sống, mà chúng ta hòa nhập vào âm nhạc và hòa nhập vào cuộc sống của những người xung quanh chúng ta. Chúng ta tìm được cái niềm vui trong cái khoảnh khắc sống đó, một cái giây phút đó đơn giản thôi nó cũng rất là hạnh phúc luôn. Rồi chào cả nhà nha, bây giờ chúng tôi về party của ngôi sao Phương Nam, chút nữa livestream nữa nha, bye cả nhà, love you.